Rồi, thầy chào Thánh nè. Rồi, thầy chào em nha. Thầy chào Quỳnh nè. Bây giờ mấy đứa xem rõ chưa nhờ? Mấy đứa xem rõ chưa? Comment thầy biết nhá. Đúng rồi, VTV3 mỗi tối. Rồi, thầy chào anh nha. Mấy đứa thấy rõ chưa nhờ? Mấy đứa thấy rõ rõ chưa nhỉ? Rõ rồi thì comment thầy biết nhá. À rõ rồi. Rồi ok. Rồi. Net. Ok. Lên lạc mơ đi hả? Rồi, ok, dạy từ từ. Rồi, bắt đầu từ câu 1 nhá. Bây giờ hình vẽ là thầy vẽ sẵn rồi nhá. Thầy vẽ sẵn hình rồi cho nó nhanh đỡ mất thời gian đây. À, bây giờ bắt đầu từ câu 1, bắt đầu được chưa nhỉ? Rồi bắt đầu luôn nha. Nếu như có bị mơ ấy thì mấy đứa comment cho thầy biết nhá. Dạ, có bị mơ thì mấy đứa comment cho thầy biết. Rồi bắt đầu từ câu số 1 này, cho lăng trụ đứng. Được chưa? Mình đi nhấn rồi giải quyết nhân là nghỉ, đúng không? Cuối tuần mà. Cho lăng trụ đứng này, A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy này. Có đại là tam giác ABC, cân tại A. Được chưa? Cân tại A này, AB bằng AC bằng 2A. Góc CAB bằng 120 độ này. Góc giữa A phẩy BC và ABC là 45 độ. Được chưa? Tìm thể tích của khối trụ. Rồi. Ok chưa? Mày đã thấy rõ chưa? Thấy hình rõ chưa? Rồi, bây giờ là hình lăng trụ đứng nha. Hình lăng trụ đứng thì có chứ nhờ? Các cạnh bên là gì? Là các đường cao. Đúng chưa? Rồi, bây giờ đầu tiên là đi xác định góc cho thầy này. Góc giữa A phẩy BC với ABC ấy. Góc giữa A phẩy BC với ABC giao tuyến là gì nhỉ? Mình có giao tuyến là BC đúng không? Mình có giao tuyến là BC này. Giao tuyến là BC này. Tam giác ABC là tam giác cân, thay gọi M là trung điểm. Gọi M là trung điểm của BC nhá. M là trung điểm của BC thì mình có gì nhỉ? Mình có AM vuông góc với gì? Mình có AM vuông góc với BC này. Đấy chưa? Mình có AM vuông góc với BC. Rồi, bây giờ mình có BC, chứng minh BC vuông góc với A phẩy M. Mình có BC vuông góc với AM này, BC vuông góc với gì? AA phẩy. Vậy chỗ này BC sẽ vuông góc với A phẩy gì? A phẩy M. Đúng chưa? Vậy thầy có gì nhỉ? Giao tuyến của A phẩy BC với ABC là gì nhỉ? Là BC. Và mình có là gì nhỉ? AM vuông góc với BC.
Rồi A phẩy M cùng vuông góc với BC. Đúng chưa? Vậy suy ra góc góc của hai mặt phẳng A phẩy BC với ABC chính là góc của gì nhỉ? Góc của A phẩy BC với góc của mặt phẳng ABC chính là góc tạo bởi bởi gì nhỉ? A phẩy M và gì? AM. Ok chưa? Rồi, chính là góc nào nhỉ? A phẩy MA chính là góc A phẩy MA. Rồi, đã xác định góc. Là góc này A phẩy MA. Và góc này nó bằng bao nhiêu? 45 độ nhá. Được chưa? Chỗ này là 45 độ này. Rồi. Bây giờ mình đi tính gì nhỉ? Tính diện tích đáy nhá. Đáy này, đáy là tam giác cạnh tại A này, AB bằng AC bằng 2A, AB bằng AC bằng 2A. Góc CAB là bằng 120 độ này. Vậy mỗi góc nhỏ này là mấy nhỉ? Mỗi góc nhỏ này là 60 đúng không? Góc lớn là 120 thì mỗi góc nhỏ này là 60. Được chưa? Rồi bây giờ mình đi tính diện tích tam giác ABC bằng gì? Bây giờ thầy là nhắc lại một cái công thức nhỏ như thế này này. Một tam giác biệt với nhà biệt hai cạnh kề và biệt góc xen giữa ấy, thì mình có cái công thức tính diện tích là 1/2 gì nhỉ? A nhân B nhân bởi gì? Sin của gì nhỉ? Sin của alpha đúng không? Đúng chưa? Thầy nhắc lại công thức nha và áp dụng ở trong bài này. Vậy mình có diện tích tam giác ABC nó bằng 1/2 AB nhân với gì nhỉ? AB nhân với AC nhân với sin của gì nhỉ? Cái góc BAC này bằng 120 nhá. Được chưa? 120. Vậy bây giờ mình thay vào này. AB 2A, AC là 2A. Sin 120 độ là bằng mấy nhỉ? Bằng sin 60 là bằng căn 3/2. Cái này thầy có tính nhầm. Và kết quả của thằng này là này hệ thế này. Đó, hệ thế này. Vậy là con này là A bình căn 3. Được chưa? Rồi. Bây giờ diện tích đáy có rồi đúng không? Bây giờ mình đi tính đường cao này. Muốn tính đường cao AA phẩy ấy, thay tính AA phẩy thì mình phải tính AM. Thì AM chỗ này có luôn. AM là gì nhỉ? Cần huyên này, cần kê này, kê với góc này đúng không? Mình có cos 60 trong tam giác ABM, cos 60 là bằng AM trên gì nhỉ? Trên cần huyên là AB. Vậy từ đây suy ra AM nó bằng AB. AB là mấy nhỉ? AB là 2A nhân với gì? Cos 60. Cos 60 là mấy nhỉ? 1/2 đúng không? Và kết quả là bằng A. Ok chưa? Rồi. Bây giờ có AM và mình sẽ tam giác A phẩy AM là tam giác gì nhỉ? Tam giác A phẩy AM. Thứ nhất là vuông này. Đúng không? Thứ hai là có góc này 45 độ đúng không? Có phù ấy. Vậy suy ra tam giác này là tam giác vuông. Vuông cạnh. Đúng chưa? Vuông cạnh thì mình có ngay là gì nhỉ? Vuông cạnh là mình có AA phẩy nó bằng với gì? Bằng với AM đúng không? Và bằng với gì nhỉ? À, về thể tích của lăng trụ là bằng đường cao đúng không? Đường cao là AA phẩy và nhân với gì nhỉ? Diện tích của đáy, đáy là tam giác ABC. Ok chưa? Rồi thầy chào Phúc. Rồi, vậy chỗ này thay vào này, đường cao là A này, cần đáy là A bình căn 3. Vậy thể tích của thằng này là A mũ 3 căn 3. Ok chưa? Chọn ngay câu D. Rồi ok. Nếu mà không rõ thì mấy đứa nói cho thầy biết nhá. Được chưa? Ok câu 1 rồi nha. Câu 2. Đây, câu 2, gặp ngay câu 2. Câu 2 là thấy khác chưa? Mày đợi đọc đi câu 2 nha. Rồi, mày đợi đọc đi câu 2. Không rõ là mình được comment thay biết nhá.
Rồi câu 2 nè. Cho tự nhiên ABCD hai điểm M và N lần lượt nằm trên cạnh BC này, N nằm trên cạnh BD này. Sao cho hai lần BC trên BM cộng 3 lần BD trên MN bằng 10. Gọi V1, V1 là thể tích của ABMN. V2 là thể tích của ABCD. Và tính giá trị nhỏ nhất của tỷ số V2 trên V1. Rồi, bây giờ mình lập tỷ số nha. V1 trên V2. V1 là V của ABMN. V1. V1 là V của ABMN. ABMN ấy, thì bây giờ thầy sẽ quay cái hình tròn này và lấy đỉnh là B nhá. Quay lấy đỉnh là B. Vậy chỗ này thầy tách ra lấy đỉnh là B này. B thì đại là AM MN, đấy là V1 nhá. Còn V2 ấy, V2 là V của ABCD. Thì bây giờ thầy có thể đổi lại là V của gì nhỉ? BACD. Được chưa? Thay đổi điểm thôi. Mình thay đổi điểm thôi nhá. Vậy từ đây suy ra lập tỷ số nhá. V1 trên V2 bằng gì nhỉ? Bây nhìn 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 là BAMN đúng không? Với BACD tỷ số là BA trên BA này. Đúng không? Lập tỷ số nhá, BA trên BA. BM trên gì nhỉ? BC. Và gì nhỉ? BN trên gì? BD. Rồi, ok chưa? Chỗ này tỷ lệ này là bằng 1 rồi đúng không? Còn lại là BM trên BC nhân với BN trên BD. Bây giờ mình theo nhìn xem D, theo D ta có này. Đúng không? Theo D ta có này. Bây giờ để làm gọn cái này, bây giờ thầy gọi này, để làm gọn cái này đúng không? Vậy thầy gọi là BC trên BM ấy. Gọi BC trên BM là x. Mình xem là BC trên BM là x. Đúng không? Vậy nghịch đảo nó đi, vậy là BM trên BC thì nó là 1 trên gì? 1 trên x. Đúng chưa? Tiếp theo là gì nhỉ? BD trên BN là y. Thì mình có gì nhỉ? Nghịch đảo là BN trên BD thì nó là 1 trên y. Rồi vậy theo D3 mình có là 2x cộng với gì nhỉ? 3y bằng gì? Bằng 10. Đúng chưa? Rồi, thầy chào bạn anh nhá, lâu rồi này, lâu rồi mới gặp lại này, sinh viên rồi. Sinh viên rồi, mà giờ không biết làm đấy. Rồi, từ đây mình rút ra ra nhá. Bây giờ mình rút chi ra nhỉ, rút y ra. Vậy rút y ra là bằng 10 trừ 2x chia 3. Đây là D mình có nhá. Rồi bây giờ thể tích V2 trên B1 nó bằng BM trên BC là nó là gì nhỉ? Là 1 trên x. Còn BN trên BD, BN trên BD nó là 1 trên y. Đấy giờ vậy bằng 1 trên x. Y mình có chưa? Y của mình chỉ là gì nhỉ? Chia thằng này đúng không? Nghịch đảo là 3, 3 mình đưa lên điện tử á. 3 đưa lên tử nhá. Mẫu là gì nhỉ? 10 trừ 2, 2x. Rồi, chào bạn Hào Tranh nhá. Rồi, ok em, xác suất. Xác suất rồi bằng tử là 3 này, mẫu là nhân vào luôn nhá, là x nhân trừ 2x là trừ 2x bình cộng với 10x. Đúng chưa? Vậy bây giờ mình đi tìm chỗ này người ta hỏi nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất. Đúng chưa? Giá trị nhỏ nhất. Vậy mình đi tìm giá trị nhỏ nhất của thằng này. Đấy. Thì bây giờ thầy bỏ máy này, mình có này, trừ 2x bình cộng 10x. Đúng không? Cái thằng này thầy gọi tỷ số của nó, gọi tên này, tỷ số T chẳng hạn đấy, cho nó dễ đấy. Đấy. Mình có thằng này bỏ máy này, thằng này bỏ máy kiểm tra xem nó có giá trị lớn nhất là bao nhiêu. Cái này bỏ máy nha. Bây giờ kiểm tra này, kiểm tra giá trị lớn nhất của thằng này nha. Bấm mod này 8 này. À đó, mod 9 này. Chạp phương trình đúng không? Bậc 2 đúng không? Trừ 2 này, 10 này, 0 này. Đấy, bấm băng này. Mình thấy này,
Giá trị lớn nhất của thằng này chính là gì nhỉ? Lớn nhất là 25 phần gì nhỉ? Phần 2. Đúng chưa? Kiểm tra bằng cách bấm máy nhé. Luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 25 phần 2. Vậy từ đây suy ra nghịch đạo nó lên. Đúng không? Nghịch đạo là T của mình là bằng gì nhỉ? 3 trên thằng này đúng không? Vậy là 3. Vậy thằng này nghịch đạo lên thì nó như thế nào nhỉ? Nghịch đạo là đổi dấu đúng không? Nhỏ hơn bằng này, nghịch đạo lên là thành là lớn hơn hoặc bằng luôn. Đúng không? Lớn hơn hoặc bằng 3 trên gì nhỉ? 25 phần gì? Phần 2. Đúng chưa? Rồi. Và cái tỷ số này nhân lên là bằng gì nhỉ? Nhân lên là bằng 6 phần 25. Đúng chưa? 6 phần 25 đúng chưa? Vậy giá trị nhỏ nhất của thằng này đúng không? Lớn hơn hoặc bằng này. Vậy mình tỷ số này có giá trị nhỏ nhất chính là bằng 6 phần 25. Ok chưa? Rồi. Vậy là câu này mình chọn câu D nhá. Đấy, câu 2. Câu 2 cũng là một câu gì nhỉ? Cũng là vừa khó. Đúng không? Rồi, 2D. Ok chưa? Rồi tiếp sang câu số 3, sang câu số 3 nha. Sang câu số 3. Khối lăng trụ có 14 mặt thì có bao nhiêu cạnh? Ấy, câu này comment đáp án này. Comment đáp án thế xem. Nhân lý thuyết comment đáp án đây. Comment đáp án cho thầy biết nhá. Câu 3. Ấy, câu 3 dễ đấy. Xem câu 3 trong câu gì. Rồi thầy chào Vy nha. Comment có ba xem chồng có gì rồi. Comment thầy xem. Không có bạn nào comment hả? Có ba ấy. Các bạn xem thử à. Khối lăng trụ 14 mặt thì nó có tất cả là bao nhiêu cạnh? À, đợi thầy cho đáp án. Rồi bây giờ thầy vẽ một cái hình mô phỏng như thế này nhá. Mẹ vẽ mô phỏng thôi. Bây giờ lăng trụ thì có bao nhiêu đáy nhỉ? Lăng trụ đúng không? Thì có hai mặt đáy. Hai mặt đáy. Đúng không? Thì lăng trụ thì có hai mặt đáy đúng không? Còn với gì nhỉ? À mặt bên đúng không? Bây giờ mình xem nó có còn bao nhiêu mặt bên nhỉ? Chỗ này mình có tất cả là 14 mặt. Đúng không? Tất cả là 14 mặt. Mà mình có hai mặt đáy đâu đúng không? Trừ nó đi thì còn lại là mấy nhỉ? Còn lại là 12 mặt bên đúng không? Đấy, vậy mình có là 12 mặt bên. Vậy 12 mặt bên ấy. Đấy, 12 mặt bên thì suy ra. Suy ra số cạnh của mặt bên là bao nhiêu? Số cạnh của mặt bên là bằng 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 bao nhiêu nhỉ? Số cạnh của mặt bên ấy. Số cạnh bên, đấy, số cạnh bên là bằng bao nhiêu nhỉ? Nên nhớ cho thầy là số mặt bên nó bằng với số cạnh bên nhá. Chỗ này 12 đúng không? Vậy suy ra số cạnh bên là 12. Đấy, ví dụ giống hình này nó có bao nhiêu mặt nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Có 5 mặt. Ví dụ hình này có 5 mặt thì nó có bao nhiêu cạnh nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Nên nhớ là số cạnh bên nó bằng với số mặt bên nhé. Số mặt bên nó bằng với số cạnh bên. Đấy, số mặt bên nó bằng với số cạnh bên nhé. Mặt bên có 5 mặt thì nó có 5 cạnh. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ số cạnh bên này. Được chưa? Vậy người ta hỏi là hình này có bao nhiêu cạnh ấy thì công thức là gì nhỉ? Thằng này là n. Được chưa? Vậy công thức số cạnh là số cạnh của lăng trụ
Nhớ nha, công thức này là bằng 3N. Công thức là 3N nhá. Nghĩa là trên là N này, số cạnh của mặt đáy trên là N này, số cạnh bên là N này, số mặt đáy cũng là N này. Được chưa? Tất cả đều là N, còn lại là 3N. Và kết quả số này là 3 nhân với 12 là bằng 30. 36. Được chưa? 3 nhân 12 này là bằng 36. Kết quả là bằng 36. Ok chưa? Có ba ok chưa? Rồi ok nha, có ba nha. Rồi tiếp. Có 4. Rồi, bạn nào đang xem thì comment để trao thêm một cái này. Đó, bạn nào đang xem thì comment trao thêm một cái này. Để thầy biết là bạn nào đang xem đấy. Được chưa? Rồi, trao nhau một cái trước khi giải câu số 4 nè. Rồi. Chào bạn Tâm nè. Rồi chào anh nè, xem nhá, mấy đứa cố gắng xem thầy sẽ giải chậm một tí. Vì đề này khó nhá, đề này khó đấy. 4B hả? 4B đúng nhỉ? Ôi là mấy đứa giải hết rồi hả? 4B đúng không? À, câu 4 này sửa lại một tí này, D này nó bị lộn một tí này, điểm này điểm N này sai này, cái M M N này sai nha. Lấy M Y. Đấy, D bị lỗi nhá. Đây bị lỗi, sửa lại một tí. Rồi hết rồi hả? Rồi thấy là rồi ok, bây giờ thầy giải nha. Cho hình trỏ vẹt ABC này có đáy là hình chữ nhật tâm Y, cạnh AB bằng 4A, AB bằng 4A, AD bằng 2A. Rồi M là trung điểm của AD, thầy vẽ sẵn rồi nhá, thầy vẽ sẵn hình rồi này. Đấy. M là trung điểm của AD. H hạt là trung điểm của MY. À, trên cạnh MY lấy hạt là trung điểm này. Biết rằng S hạt vuông góc với ABCD. À, thầy kẻ sẵn luôn nhá, S hạt là đường cao nhá. Đấy, S hạt vuông góc với đáy đấy. SA tạo với đáy một góc 45 độ. Tại kiểu kích thước. Rồi, bây giờ SA đúng không? Thay nổi SA này. Đây, nổi SA. Thế bây giờ về góc góc của SA với mặt đáy là góc nào nhỉ? SA với đáy ấy, góc của SA với đáy này là góc nào? À, đọc ngay đúng không? Hình chiếu của SA chính là gì nhỉ? AH. Đúng không? Hạt SH vuông góc với đáy đúng không? SH vuông góc với đáy này. Vậy hình chiếu của SA chính là gì nhỉ? AH. Đúng chưa? Vậy là góc tạo bởi gì nhỉ? SA và gì? Và AH. Là góc SAH. Rồi. Góc này là bằng D cho là bằng mấy nhỉ? 45 độ. Được chưa? Góc này là 45 độ nhá. Rồi ok. Rồi xác định được góc rồi nha. Bây giờ bắt đầu tính này. Tính khoảng cách giữa MI và SD. Tính khoảng cách giữa MI và SD. Đây là khoảng cách giữa hai đường đường gì nhỉ? Hai đường thẳng chéo nhau đúng không? Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thì bây giờ MI với SD thì phương pháp của mình là gì nhỉ? Tròn mặt phẳng. Đấy, phương pháp là tròn mặt phẳng chứa đường thẳng thứ nhất và song song với đường thẳng thứ hai. Bây giờ tròn này, tròn cho thầy tròn mặt phẳng. Tròn mặt phẳng nha, mặt phẳng nào nó chưa biết.
chữa gì nhỉ, chữa một trong hai thằng này, ví dụ như thầy vẽ là chữa gì nhỉ, chữa SD đấy, chữa SD và song song với gì nhỉ, chữa SD và song song với MI đấy, chọn cho thầy mặt phẳng này, chữa SD và song song với MI, chữa SD và song song với MI thì mình sẽ lấy mặt phẳng nào nhỉ, trên hình vẽ này ấy, có đường nào song song với MI nhỉ, à có DC này đúng không, mình có DC song song với MI này, mình có DC song song với MI được chưa, DC song song với MI. Vậy bây giờ mặt phẳng suy ra mặt phẳng alpha ấy, mặt phẳng mình chọn này, chữa SD này và song song với MI thì chữa SD với gì nhỉ, DC đúng không, vậy mình lấy mặt phẳng là DC đấy, mình lấy mặt phẳng là DC được chưa, vậy mặt phẳng tròn là DC. Vậy bây giờ tính khoảng cách, khoảng cách giữa MI với SD bây giờ nó bằng khoảng cách giữa gì nhỉ, MI đến gì, SD, bây giờ thầy tròn mặt phẳng chữa SD và song song với MI chính là SC CD. Ok chưa? Rồi. Chỗ này thầy chú thích thêm này là MI nó song song với CD đúng không? Vậy là CD nó nằm trong SCD, vậy MI là song song với SCD này. Đấy. Được chưa? Rồi, vậy từ đây suy ra khoảng cách từ MI đến SCD ấy, thì mình lấy điểm nào nhỉ? Trên MI này mình lấy điểm nào nhỉ? Lấy hình chiếu nhá. Trên đường thẳng MI này mình lấy bất kỳ một điểm nào nhá. Vậy chỗ này thầy lấy điểm H. Đây bằng khoảng cách từ điểm H so đến mặt phẳng SCD. Rồi, thế bây giờ mình kẻ nhá, khoảng cách từ H đến SCD này. Ba bước, bước 1 làm gì nhỉ? Xác định giao tuyến. Đúng không? Là CD, bước 2 là gì nhỉ? Từ điểm Y này mình kẻ cho thầy một đường thẳng vuông góc với CD. Đấy, kẻ vuông góc nha, sau đó kéo lên như nhỉ, kéo lên đỉnh này. Kéo lên đỉnh S này. Rồi sau đó từ điểm H này kẻ cho thầy một đường thẳng vuông góc. Điểm này thì gọi là điểm K đấy. Từ H kẻ một đường thẳng vuông góc với SK. À đó, S, H. Rồi H có điểm gì nhỉ? Điểm gì đi, y rồi đúng không? Điểm gì đi. Đấy, lấy rồi lấy luôn, hạt gì cũng được. Vậy khoảng cách của mình chỉ là gì nhỉ? Hạt gì nhỉ? Thầy kẻ rồi nhá, vậy khoảng cách chính là hạt gì này. Ok chưa? Kẻ là mình đưa từ biệt nhá. Khỏi cần nói nữa mất thời gian. Rồi khoảng cách chính là hạt gì? Thì bây giờ mình có công thức là 1 trên hạt gì bình sẽ tam giác nào nhỉ? SHK đúng không? 1 trên HC bằng 1 trên SH bình. Còn 1 trên gì nhỉ? HK bình. Trong đó thằng nào biết rồi. Chỗ này thầy lấy hình này, thầy vẽ còn là vẽ lại cái mặt đáy nhá. Đây là đáy này. Đây là K này. HK này nó bằng MD đúng không? Cái đoạn AD này ấy, AD là bằng 2A. Một đoạn là A này. Vậy HK mình có là A này. Đúng chưa? HK là A. Thì bây giờ tính SH, muốn tính SH ấy thì mình phải tính AH. Thì AH tính như thế nào nhỉ? AH tính như thế nào nhỉ? Cái cạnh AB này là vậy nhỉ? AB là 4A này. Được chưa? Đây cho AB là 4A này. AB là 4A. AB là 4A về MI này là vậy nhỉ? MI là chia đôi ra đúng không? MI là 2A. 2A về chỗ này thằng này chia đôi nữa là bằng gì nhỉ? À, đúng chưa? Vậy AH AH bình nó bằng như nhỉ? Pythagore bằng AM bình cộng với MH bình đúng không? A bình cộng với A bình này. Đấy, bằng 2A bình. Đúng chưa? Vậy từ đây mình có suy ra AH lấy căn là A căn 2. Đúng chưa? Rồi bây giờ sẽ tam giác này, tam giác SAH. Tam giác SAH đấy. SAH là tam giác gì nhỉ? Là tam giác vuông ở hạt này, đúng không? SH vuông góc ở đây. Vuông là gì nhỉ? Vuông cân đúng không? Vì góc phụ nó là 45 độ ấy, là vuông cân. Vuông cân nên mình có SH bằng AH. Đúng chưa? Và AH bằng A căn 2, vậy thằng này là A căn 2. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình thay vào công thức này nhá. Bây giờ thay vào đây này là 1 trên hạt si bình
là bằng 1 trên SH bình. SH là A căn 2 này, bình lên là 2A bình. Còn với 1 trên HK bình, HK là A đúng không? 1 trên A bình. Tan đi quy đồng là 2 lên là bằng gì nhỉ? 3 phần 2A bình, có thể bỏ mãi nhá. Vậy HC bằng nghịch đạo lên mới lấy căn hay nghịch đạo lên lấy căn nhá. Thì căn 3 trục căn thức mẫu là A căn 6 trên 3. Đấy, ok chưa? Trục căn thức mẫu nhá. Rồi, vậy từ đây là mình chọn đáp án này. À, đấy, có một câu khoảng cách, chú ý nhá. Dạ, hình như nó hơi dài một tí nên mấy đứa cố gắng xem đi xem lại nhá. Để nó dễ hiểu. Xem lại nhiều lần mới hiểu được. Rồi tiếp. Câu số 5. Câu số 5. Cho khối lăng trụ đứng này. Các vẽ sẵn hình luôn nhá, lăng trụ đứng này đại là tam giác vuông cân đúng không? Đại là tam giác vuông cân. Cạnh nguyên là 2a, a'b tạo với đáy, a'b tạo với đáy là góc nào nhỉ? A'b tạo với đáy là viết ngay là góc nào? A'b với đáy này. Mình có đường cao là A phẩy, vậy hình chiếu của A phẩy B ấy, chính là AB, vậy là chính là góc này đúng không? Góc này là 60. Mình có góc A phẩy BA là bằng 60. Đấy, đó là tính thể tích của khối lăng trụ. Rồi bây giờ mình có cạnh huyền AC là 2A, tam giác vuông cân. Vuông cân thì mỗi thằng là gì nhỉ? Mình lấy cạnh huyền chia cho căn 2 đúng không? Là mình có A căn 2 này. Bây giờ bên này cũng A căn 2. Và diện tích đại này là bằng A căn 2 giống nhau đúng không? 1 phần 2 A căn 2 bình đây. Được chưa? Vậy kết quả là bằng A bình. Được chưa? Diện tích đại. Rồi bây giờ tính đường cao này. Đường cao thì dễ đó. Sẽ cái tam giác A phẩy A gì nhỉ? AB này. A phẩy AB ấy. Cần đây là A căn 2 góc này 60. Vậy mình sử dụng tỷ số lượng giác như nhỉ? Tan đúng không? Tan 60 ấy. Là A phẩy này bằng AB, bằng AB nhân với gì nhỉ? Tan góc đôi, tan 60 là bằng A căn 2 nhân với căn 3 đúng không? Và kết quả là bằng A căn 6. Đó, vậy chỗ này mình có thể tích bằng, thể tích là bằng đường cao nhân cho diện tích đáy là bằng A căn 6 nhân với A bình là bằng A mũ 3 căn 6. Được chưa? Rồi cho nó bạn là B nha. Rồi. Tiếp câu 6 nha. Câu 6 này. Câu 6 là cho lăng trụ tam giác ấy có thể tích là V này. Rồi MNP là trung điểm của cả cạnh bên đúng không? Chỗ này lấy ký hiệu bị nhầm rồi. Câu sáu này thay vẽ bình nhâm hình thôi nhá. Câu sáu này là MNP là trung điểm của CC phẩy này, BC này, B phẩy C phẩy, nhưng thay vẽ bình nhâm hình đấy, vẽ bị lỗi hình đấy, hình bị lỗi nhá. Được chưa? Lỗi hình đấy. Câu này giải quyết sau nhá. Được chưa? Câu này bị lỗi hình này, có bị lỗi hình rồi. Rồi mình chuyển sang câu 7 luôn đi, đỡ mất thời gian.
Rồi, cho hình chóp SABC có M là trung điểm của SB. N là điểm lên SC, sao cho NS bằng 2 lên NC. Sao hình sai nhiều thế? NS và lỡ về rồi thôi. SN này nó bằng 2 lên NC nhá. Được chưa? SN bằng 2 lên NC, lấy hình dung tạm đã. SN bằng 2 lên NC. Ký hiệu V1 là V2 là thể tích của V1 này. V1 là V của A B M N C. Đấy là phần dưới này là V1 này. Và V2. V2 là V2 là V của S A M N. Đây V2 là trên này. Được chưa? Vậy bây giờ mình lập tỉ số nhanh nha. Vậy là mình có V lấy V2 này, V trên ấy, V2 chia cho V tổng là bằng gì nhỉ? SA trên SA này. Nhân nhé SM trên SB này. Nhân nhé SN trên SC này. Và tỷ số này là 1 này. Thằng này là mấy nhỉ? SM trên SM là trung điểm là 1 phần 2 này. SN trên SC này. Đoạn này chia ra là mấy phần nhỉ? 3 phần đúng không? SN bằng 2 lên NC ấy. Và SN nó bằng 2 phần 3 lên nhỉ? SC đúng không? Vậy tỷ số này là bằng 1 phần... Được chưa? 1 phần 3. V2 ấy, V2 là bằng 1 phần 3 V. Vậy suy ra V1 là nó bằng mấy nhỉ? Bằng 2 phần 3 đúng không? Thằng đây là 2 phần 3 V này. Ok chưa? Thằng trên là 1 phần 3 thì thằng dưới là 2 phần 3 đúng không? Rồi. Vậy từ đây suy ra lập tỷ số V1. Trên này là V1 chia V2 đấy. V1 trên V2 là bằng 1 chia gì nhỉ? 1 chia 2. Được chưa? À nhầm. V1 là dưới này bằng 2 chứ. Đúng không? V1 chia V2 này. V1 chia V2 là giữa chia trên nhá. Là bằng 2 chia 1. Đúng không? 2 chia 1 là bằng 2. Rồi. Kết quả bằng 2 nhá. Rồi. Câu 8 nhá. Rồi. Ok. Câu số 8. Cho tự nhiên OABC. Có OA là bằng A nhỏ, OB là 2A, OC là 3A. Được chưa? Vậy thể tích của, bây giờ thầy đi tìm thể tích của cái chóp này này, OABC ấy. Công thức nó là bằng 1 phần 6 này. OA nhân với OB nhân với gì nhỉ? OC đấy. Đúng không? Thì công thức này là của thằng nào ra nhỉ? Là 1 phần 3 này. Nhân cho 1 phần 2. 1 phần 3 đường cao ví dụ OA đấy. Nhân với 1 phần 2 gì nhỉ? Diện tích đại là 1 phần 2 O OB và OC đúng không? OG cũng được. Đúng chưa? Đấy là thằng này là nó ra thằng này đấy. Ok chưa? Rồi về chỗ này là mình có là 1 phần 6 này. OA OB và OC. Và kết quả của thằng này là bằng A mũ 3. Đúng chưa? Vậy bây giờ tính thể tích của OAMNB. OAMNB nghĩa là tính cái V dưới này này. V dưới này là thầy gọi là V2 đây. Vậy thầy đi tính V1 trước. Được chưa? V1. V1 là V của C M C M N O. Vậy bây giờ lập tỷ số nhá. Một V1 trên V tổng này bằng bằng gì nhỉ? Bằng CO trên CO này. Nhân với gì nhỉ? CM trên CA này. CM trên CA này. Nhân với CN trên CB này. Đấy, vậy mình có tỷ lệ là 1, 1 phần 2, 1 phần 2 đúng không? À đâu, nhầm, chỗ này nhầm. Chỗ này cái tỷ lệ này thì nó là tỷ này. 3CN bằng 2 lên CB. 3CN bằng 2 lên CB. Thì mình có gì nhỉ? Rút CN ra là bằng 2 phần 3 lên gì nhỉ? CB. Đúng chưa? Vậy đoạn CB này mình chia ra làm 3 phần và lấy gì nhỉ? Lấy 2 phần, CN là 2 phần này, CB là 3 phần này. Vậy CN chia CB là bằng 2 phần 3 đấy. Đúng không? Vậy chỗ này mình rút ra luôn là CB. CN chia CB là bằng 2 phần 3 đúng không? Vậy chỗ này nhân 2 phần 3 này. Rồi, vậy kết quả chỗ này là bằng gì? 1 phần 3.
Ok chưa? Vậy V1 trên V là bằng 1 phần 3 ấy. Thì V2 suy ra V2 trên V này nó sẽ bằng mấy nhỉ? 2 phần 3 đúng không? Tăng lên 1 phần 3 thì tăng lên 2 phần 3. Vậy suy ra V2 bằng là 2 phần 3 nhân với V, mà V là gì nhỉ? A mũ 3 đúng không? Vậy mình có kết quả C. Rồi 8C. Rồi câu chính. Câu chính cho tự nhiên SABC có thể tích là V, MNP là trung điểm của SA, SB và SC. Tính thể tích của khối tự nhiên có đáy MNP và một đỉnh nằm ở trên mặt phẳng ABC, một đỉnh nằm bất kỳ ở bên này nhá. Đúng không? Đỉnh này ví dụ thầy gọi là điểm P rồi đúng không? Ví dụ thầy lấy đỉnh Y chẳng hạn đấy. Đúng không? Lấy một đỉnh bất kỳ. Thì bây giờ mình có này. Khoảng cách cái này thầy nói trước nhá, chỗ này này trung điểm này, tất cả là trung điểm này, được chưa, tất cả là trung điểm này, khoảng cách của gì nhỉ, của điểm Y ấy, khoảng cách từ Y cho đến mặt phẳng MNP ấy. Đúng không, khoảng cách từ Y đến mặt phẳng MNP thì nó cũng bằng khoảng cách từ C đến mặt phẳng gì nhỉ, MNP đúng không, với hai mặt này như thế nào nhỉ, song song với nhau đúng không, mặt phẳng MNP này nó song song với mặt phẳng ABC này đúng không, tất cả là trung điểm đúng không, song song đúng không, song song thì khoảng cách từ Y thì nó cùng nó bằng khoảng cách từ gì nhỉ? Y với mấy điểm này đều giống nhau, nó bằng khoảng cách từ A đấy. Khoảng cách từ A đúng không? A đến MNP. Mà trong cái đó mình có là gì nhỉ? M là trung điểm của SA này. Vậy nó cũng quy về khoảng cách bằng khoảng cách của S để gì nhỉ? MNP. Đúng chưa? Rồi, nói chung là gì nhỉ? Khoảng cách từ Y đến mặt phẳng MNP là bằng bằng khoảng cách từ S đến mặt phẳng MNP. Vậy đường cao là bằng nhau, vậy thể tích này, bây giờ thể tích của gì nhỉ? Y MNP nó bằng thể tích của S MNP. Được chưa? Thể tích là giống nhau. Vậy bây giờ lập tỷ lệ nhá. Lập tỷ lệ như sau. V của thằng này, V của S MNP chia cho V tổng bằng gì nhỉ? SM trên SA đúng không? SN trên SB, SP trên SC là 1 phần 2 đúng không? 1 phần 2 và nhân 1 phần 2 là bằng 1 phần 8. Được chưa? Vậy kết quả là 1 phần 8 V. Chọn luôn. Được chưa? Đấy, xong câu 9 nữa nhá. V trên 8. Rồi. Ok chưa? Rồi, chào bạn Thảo Ngân nhá. Trao nhau để lấy động lực giải tiếp. Câu số 10. Khối tự nhiên đều có thể tích V bằng 9 mét khối thì cạnh của nó là bằng bao nhiêu? Bây giờ bạn nào nhớ công thức nè. Giờ công thức cho nó nhanh nhỉ. Tự nhiên đều ấy. V của tự nhiên đều nó bằng cái gì nhỉ? A, B, C, D. Ví dụ thầy gọi cần là X thì thể tích của tự nhiên đều bằng gì nhỉ? Bạn nào nhớ nhỉ? Công thức tính thể tích của tự nhiên đều. Mình sử dụng công thức nhanh cho nó nhanh đây. Bằng gì? Thế nào? Bằng công thức này thầy viết luôn này, x mũ 3 này nhân cho hệ số căn 2 trên như nhỉ. Đấy, dùng công thức này nha. Dùng công thức cho nó nhanh nhá. Được chưa? Rồi, báo nóng xì báo, báo ăn, được chưa? Báo nóng xì thầy báo ăn. Rồi, thể tích này nó bằng chỉnh này. Được chưa? Vậy từ đây mình suy ra cần là bằng nhân lên là bao nhỉ? 12 nhân 9 chia căn 2. 12 này. 12 nhân 9 chia căn 2 là bằng 54 căn 2. 54 căn 2. Đấy, vậy từ đây suy ra x nó bằng gì nhỉ?
x lại là căn bậc 3 đúng không? Căn bậc 3 của số này. Đấy, vậy chỗ này đáp án E nhá. Trong trong này không có đáp án này. Đúng chưa? Đáp án E nhá. Có E hay. Được chưa? Đáp án khác. Câu này mình sử dụng công thức nhá, công thức nhân đấy. Rồi. Ok chưa? Ok chưa hả? Đấy, tự nhiên đều. Rồi, cái 3K về thêm chèn nữa nè. Ok, bữa nào ra Đà Nẵng thầy mời nhá. Rồi, có 11, comment có 11, comment có 11. Comment có 11 nha, comment đáp án đi. Comment đáp án đi, comment đáp án đi. Câu 11 câu gì? Câu 11 câu gì nhỉ? Rồi câu 11 giải quyết luôn nhỉ. Cho khối đa diện loại M nơ này thì trong đó M là gì, nơ là gì nhỉ? Bây giờ xem là M là số cạnh chung của một đỉnh. M là số cạnh chung của một đỉnh. Sai. Được chưa? M là số cạnh của một mặt đúng này, M là số cạnh của một mặt này, đúng. M là số cạnh loại. Tiếp, N là gì nhỉ? N là gì nhỉ? N là số đỉnh của khối đa diện, N là số cạnh chung của một đỉnh. Sai này, cái chỗ này sai này, N là số đỉnh của một khối đa diện, sai. N là số cạnh chung của một đỉnh, đúng. Được chưa? C. 11C. Rồi, câu 12. Câu 12, comment đáp án này. Comment đáp án đây, câu 12. Rồi 11C đúng rồi, áp nha. Câu 12, câu 12 gì? Mười hai C. 12C đúng chưa? 12C đúng chưa? Đấy, 12C chắc chưa? Khối lập phương ấy. Mười hai gì nhân 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 12 gì nhỉ? 12 gì đây? Bây giờ mơ bằng mấy? Mơ bằng mấy nhỉ? Hình lập phương ấy, hình lập phương thì một mặt của nó là hình gì nhỉ? Hình vuông đúng không? Một mặt của nó hình vuông này, hình vuông thì có bốn cạnh. Đúng chưa? Hình vuông là có bốn cạnh. Rồi bây giờ mình xem ấy, một đỉnh này, lấy đỉnh bất kỳ nhá, xem nó là đỉnh chung có bao nhiêu cạnh này. Đấy, lấy đỉnh bất kỳ nhá, lấy đỉnh này nhá. Đỉnh này có bao nhiêu cạnh nhỉ? 1 2 3 đúng không? Có ba cạnh này. Đúng chưa? Vậy nơi nó bằng bằng 3. Ok chưa? N bằng 3. Đúng chưa? Vậy chỗ này là câu này nếu như hỏi tổng ấy, tổng thì bằng gì nhỉ? Tổng thì còn lại bằng 7 đúng không? 7 thì trong này không có đáp án này. Vậy chỗ này sửa lại thành tích tích đi. Tích sẽ là tích nha. Tích thì 4 nhân 3 đúng không? 4 nhân 3 là bằng 12. Ok chưa? Đó, M bằng 4 chứ. Một mặt của nó là hình vuông mà đúng không? Khối lập phương thì mỗi mặt là hình vuông. Hình vuông là 4 cạnh đúng không? Là M bằng 4 đấy. N là 3. Được chưa? M N này. Rồi, câu 13. Câu 13 comment. Comment đáp án này. Comment đáp án vui ha. Comment đáp án vui nhá. Câu 13 đáp án là gì?
Trên lăng trù có 3 nơ cần thì số đỉnh là bao nhiêu? Tôi vẽ pháp hoa nhé. Thì lăng trù lúc này thầy có công thức là gì nhỉ? Thằng này n này. Thằng này n này. Thằng này n này. Thằng này n cần này. Thằng này n cần này. Thằng này cũng n cần này. Đúng không? Đúng chưa? Thì lăng trù có 3 n cần, 3 n cần này. N trên đáy trên này, n cần bên này và n cần đáy dưới đúng không? Là còn lại 3 n đúng không? Vậy số đỉnh là bao nhiêu nhỉ? Để số đỉnh là gì nhỉ? N cần trên này, N cần đáy trên này nó bằng với gì nhỉ? N đỉnh. Thật ra N cần đáy đáy dưới này nó cũng bằng N gì nhỉ? Bằng N đỉnh. Đúng chưa? Vậy N đỉnh cộng với N đỉnh này, N đỉnh trên cộng với N đỉnh dưới đúng không? Thì mình có là 2 N. N đỉnh đúng chưa? Vậy số đỉnh là 2 N. Ok chưa? Vậy công thức này, công thức số đỉnh ấy. Thầy có thể viết tạm công thức số đỉnh như thế này này. Số đỉnh của hình lăng trù nhá. Lăng trù, số đỉnh lăng trù là bằng gì nhỉ? Lấy số số cần đúng không? Lấy số cần chia 3 và nhân cho 2. Đấy, thầy cho công thức ấy. Lấy số đỉnh. Số đỉnh của lăng trù chứ, bằng số cần. Lấy số cần tổng số cần chia 3 và nhân 2. Được chưa? Số đỉnh bằng số cần chia 3 nhân 2. Rồi, ok nha. Vậy chỗ này mình có là 3 nơ chia 3 là nơ này. Đúng không? 3 nơ này trên 3 này. Nhân 2 là bằng gì? 2 nơ. Ok chưa? Rồi. Cộng 14 cho anh lăng trù được mà. Đáy là tam giác vuông vuông tại B. Rồi, vuông tại B góc ACB bằng 60. Cạnh BC bằng A. A phải B tạo với mặt đáy, A phải B tạo với mặt đáy viết luôn. A phải B tạo với mặt đáy là góc A phải BA đúng không? Con này bằng 30. Rồi tính thể tích của khối lăng trù. Câu này dễ này. Rồi tính cạnh AB đúng không? AB là bằng gì nhỉ? Bằng BC nhân với tan 60 này. Đúng không? Bằng BC nhân với tan 60. Bằng A nhân với căn 3. Bây giờ vậy thầy có thằng này là A căn 3. Sau đó mình sẽ tam giác A phẩy AB đúng không? Mình có tan 30 này bằng đổi như nhỉ? Đổi trên kê này. Vậy suy ra A phẩy nó là bằng AB nhân với tan 30 bằng gì nhỉ? A căn 3, tan 30 là căn 3 trên 3 và nó bằng bằng A. Đúng chưa? Vậy thầy có thể tích bằng A phẩy nhân cho diện tích đáy. A phẩy là bằng mấy rồi? Bằng A đúng không? Diện tích đáy là đáy lên tam giác vuông này là 1 phần 2 này. AB nhân với BC. Đấy. Đúng không? Cái chỗ này viết A phải cho nó đẹp ấy. Đấy. Bây giờ thay số vào là A nhân này 1 phần 2 này. A căn 3 nhân với A. Và kết quả là bằng gì nhỉ? A mũ 3 căn 3 trên 2. Đấy. A mũ 3 căn 3 trên 2 câu của A. Rồi ok chưa? Câu 14 ok rồi nha. Câu 15. Câu 15. Đề này là đề kiểm tra 45 phút đấy. Hình chỉ có 20 câu nhá. Rồi, khối chóp có diện tích là 1 mét vuông này. Chiều cao là hạt là bằng 3.000 cm. Thì thằng này mình phải đổi ra mét là nhỉ mấy nhỉ? Đổi ra mét là bằng 30 mét đúng chưa? Đổi ra mét thì chia 100 đấy.
Đúng không? Đổi ra mẹ là chia 100 đấy. Đó là bằng 30. Đúng chưa? Rồi vậy V chóp này. V chóp là bằng 1 phần 3 này. Hạt này nhân diện tích đáy này. Bằng 1 phần 3 này. Hạt là 30 mét này. Đáy của mình là mấy nhỉ? 1 mét vuông đúng không? Vậy kết quả là 30 chia 3 là bằng 10. Ok chưa? Rồi, còn 15 ok rồi nhá. 15D. Câu 16. Rồi, câu 16 này, cho lăng trụ đứng. Đấy, lăng trụ nãy giờ làm nhiều đấy. Có đáy là tam giác vuông tại B. AB bằng A nhỏ, BC bằng A căn 2. Được chưa? Thầy tính luôn diện tích đáy đây. Diện tích đáy là bằng 1 phần 2 gì nhỉ? AB nhân với BC đúng không? AB nhân với BC là bằng 1 phần 2 A nhân với A căn 2. Đúng không? Vậy là bằng A bình căn 2 trên 2. Ok, bây giờ đi tính nhà. Bây giờ đi tính đường cao nhá. Rồi, góc của A'BC với ABC bằng 30 độ. A'BC với mặt đáy ABC là góc nào? A'BC với đáy ABC là góc nào? Chỗ này mình có là gì nhỉ? Mình có AB vuông góc với BC này. Đúng không? BC vuông góc AB này, BC là vuông góc với A phẩy, vậy BC cũng vuông góc với gì nhỉ? A phẩy B. Đúng chưa? Ở chỗ này vuông nha. Đấy. Vậy chỗ này mình có hai đường thẳng AB vuông góc BC này, A phẩy B cũng vuông góc với BC này. Thấy chưa? Vậy suy ra góc của A phẩy BC với ABC là góc tạo bởi A phẩy B với AB là góc này. Được chưa? Đây cho góc 30. Do vậy thầy có là góc A phẩy BA bằng 30. Đấy, 30 rồi bây giờ tính thôi nhá. Vậy chỗ này tính đường cao thì nó dễ thôi, tăng lên. Đúng không? A phẩy bằng AB nhân với tăng 30 là bằng A nhỏ nhân căn 3 thành 3. Rồi, vậy thể tích của lăng trụ bằng 1 bằng đường cao là A căn 3 thành 3 nhân diện tích đáy này là A bình căn 2 trên 3 à, trên 2 chứ. Vậy kết quả là bằng A bình căn 6 trên 6 A mũ 3 chứ. Đó, A mũ 3 căn 6 trên 6. Ok chưa? Câu B. A mũ 3 căn 6 trên 6. Rồi, câu 16 ok. Tiếp câu 17. Câu 17. Câu 17 thì nó cũng dễ lắm. D cho gì rồi nhỉ? AB bằng 5A. BC bằng 8A. AC bằng 7A. Đúng chưa? Và góc của FB này, góc của FB với ABC, FB với ABC là góc nào nhỉ? Hình chiếu của FB chính là AB đúng không? Với góc này. Xác định ngay đúng không? Bây giờ phải xác định được góc nhá. FB với gì nhỉ? Mặt đáy là FBA bằng 45 độ. Vậy suy ra tam giác SAB là tam giác gì nhỉ? Vuông và gì? Vuông và kênh. Vuông kênh ấy, vuông kênh thì mình suy ra là SA. Nó bằng với gì nhỉ? Bằng với AB. Còn đó bằng gì? 5A. Ok chưa? Rồi bây giờ quan trọng tính diện tích đáy này. Đáy ấy, đáy thì mình sử dụng công thức Heron ấy. Đấy nhá, Heron nhá. Heron là S bằng gì nhỉ? Biết độ dài của ba cần thì áp dụng công thức là P này, P trừ A này, P trừ B này, P trừ C này. Đúng chưa? Trong đó P là bằng tổng ba cần và chia đôi, nửa chu vi ấy. Được chưa? P là nửa chu vi nhá. Vậy chỗ này mình bằng 5A cộng với 7A cộng với gì nhỉ? 8A và kết quả là bằng chia 2 bằng 12, 8, 20 chia 2 là bằng 10. Đấy, vậy công thức cái rộng S bằng tam giác ABC bằng căn của 10A này. Rồi trừ luôn nhá, 10 trừ 5A. Đúng không? 10 trừ 5A.
10a trừ 5a là bằng gì nhỉ? 5a. Đấy. Rồi 10a trừ gì nhỉ? Trừ 8a là 2a. Rồi 10a trừ 7a là gì nhỉ? 3a. Và kết quả là bằng. Cho nên bấm máy nha. 10 nhân 5 nhân 2 nhân 3 căn bằng 10 căn 3. Kết quả là 10 căn 3 a bình. Trong này là gì nhỉ? A mũ 4 ấy, căn A mũ 4 là bằng gì? Bằng a bình ấy. Đúng chưa? Vậy chỗ này mình có đường cao này, mình có diện tích đại này, vậy thể tích bằng 1/3 SA nhân với gì nhỉ? Diện tích của tam giác ABC. Rồi bằng 1/3 SA là bằng 5A nhân 10 căn 3 A bình. Và kết quả là bằng 50 căn 3 trên 3 A mũ mũ 3. Đúng chưa? Có A. Ok chưa? Có A nhá. Rồi tiếp còn ba câu cuối cùng, ba câu cuối cùng. Đấy, còn ba câu cuối cùng. Câu 18. Cho khối chóp SABC, cho khối chóp SABC, SABC, tam giác ABC và tam giác SAB đều là tam giác đều ấy. Đó, độ giá kênh là 4A. Nằm trong hai mặt phẳng tạo với nhau một góc 60 độ ấy. Thì bây giờ thầy gọi M là trung điểm của AB nhá. Gọi M là trung điểm của AB. Thì mình có CM vuông góc với AB này. Được chưa? Rồi mình nối SM. Nối SM thì SM nó cùng vuông góc với gì nhỉ? Vuông góc với AB. Đúng chưa? SM cùng vuông góc với AB. Tam giác đều đúng không? Gọi M là trung điểm này của AB này. Thì suy ra có CM vuông góc với AB do tam giác đều. Đúng chưa? Rồi mình có gì nữa nhỉ? SM cùng vuông góc với AB. Chỗ này là cũng là tam giác đều. Rồi vậy từ đây suy ra góc, góc của gì nhỉ? Của hai mặt phẳng này này, SAB. Và góc của ABC là góc gì nhỉ? SMMC. Đấy, góc tạo bởi SM với CM đấy. Và thằng này bằng 60. Vậy đường cao hình chóp nằm ở đâu nhỉ? Đường cao nằm ở đâu? Vậy từ điểm S này thầy kẻ một đường thẳng vuông góc với MC. Đấy, thầy gọi SH. Kẻ SH vuông góc với MC. Kẻ SH nhá, vuông góc với MC. Vậy MC về SH chính là đường đường cao. Bây giờ mình có này. AB vuông góc với SM, AB vuông góc với MC, vậy AB vuông góc với SM, MC đúng không? Mình có AB này, vuông góc với SMC. Vậy suy ra AB nó vuông góc với gì? À, vuông góc với SH. Đúng chưa? Vậy AB vuông góc SH, mà SH là vuông góc với MC đúng không? Vậy SH vuông góc với AB, BC, vậy SH vuông góc với ABC. Đấy. Ok chưa? SH chính là gì? Chính là đường cao nhá. Rồi. Rồi bây giờ mình đi tính toán này. Góc này là 60. Là 60. Cần AM bằng mấy nhỉ? Cần A cần SM ấy, cần SM là bằng A căn 3 trên 2. Đúng chưa? Vậy MH bằng bao nhiêu? MH cổ 60 đúng không? Lấy cần huyền nhân với cổ 60 này. Cổ 60. Cổ 60 là 1/2. Vậy chỗ này là A căn 3 trên 4. Rồi thầy chào vắng nha. Vậy thầy có MH. MH là A căn 3 trên 4. Mà mình có MC là mấy nhỉ? MC là bằng MC là mấy nhỉ? Trung tuyến đúng không? Là A căn 3 trên 2. Đúng chưa? Vậy chỗ này mình có MH đấy là A căn 3 trên 4, MC là A căn 3 trên 2. Vậy MC này nó bằng 2 lên gì nhỉ? MH, đúng không? Mình có là MC bằng 2 lên MH này. Đây là mình ta thấy này. Đúng chưa? MC bằng 2 lên MH, vậy H là trung điểm. Trung điểm. H là trung điểm. Của gì nhỉ? Của MC. Ok chưa? Rồi bây giờ bài toán hỏi. Gọi alpha là góc tạo bởi mặt phẳng SBC. Bởi ABC,
SBC với ABC giao tuyến là gì nhỉ? Giao tuyến là BC đúng không? Giao tuyến là cần BC này. Được chưa? Giao tuyến là BC. Bây giờ từ hạt này kẻ cho thầy một đường thẳng vuông góc với BC. Kẻ vuông góc nhá. Vậy là lật tí cho nó dễ nhìn đấy. Đấy, kẻ vuông góc hạt K đấy. Điểm này gọi là điểm K đấy. Kẻ vuông góc, sau đó kéo lên là đỉnh. Đấy. Được chưa? Kẻ vuông góc và kéo lên đỉnh. Thì bây giờ mình có BC vuông góc với HK đúng không? BC vuông góc SH, vậy BC là vuông góc SHK. Vậy BC này nó vuông góc với gì nhỉ? Với SK. Rồi. Chỗ này vuông đúng không? Chỉ là chỗ này vuông. Rồi vậy góc của SBC và ở mặt phẳng đáy đáy ABC ấy chính là góc của gì nhỉ? SK với KH là bằng SKH. Chính là góc này đúng không? Bây giờ tính góc này. Và tính tan đúng không? Tan alpha. Tan là bằng cái gì nhỉ? Tan alpha. Cái gì ở đâu chứ? Thì qua bên này đi. Tan alpha. Tan alpha nó bằng cái gì nhỉ? Đấy. Bây giờ tan alpha này sẽ tam giác đúng không? Tam giác SKH có tan alpha ấy, thì nó là bằng cân đối SH chia KH đúng chưa? Bây giờ tính SH này, SH thì tính sẽ trong tam giác nào nhỉ? SMH, trong tam giác SMH, MH thì mình có là gì? SH là bằng bằng SM cận huyền này nhân với sinh của góc đối này bằng căn 3 trên 2 nhân cho căn 3 trên sinh 60 là bằng căn 3 trên 2 và kết quả là bằng 3A trên 4. Đây là SH. Bây giờ làm sao tính hạt hạt K nhỉ? Bây giờ tính hạt K thì nó cũng dễ lắm. Chỗ này là mấy nhỉ? Cần đến 4A về mỗi bên là gì nhỉ? 2A này. Góc này là 60 về mỗi góc nhỏ này là mấy nhỉ? 30 đúng không? Mỗi góc nhỏ là 30. Vậy tính hạt cái thì mình sử dụng gì nhỉ? Góc này đổi này kê này đúng không? Sinh 30 trong tam giác CHK sinh sinh à, chỗ này là đổi kê là tan đúng không? Tan 30 là bằng HK chia cho KC. Vậy từ đây HK bằng bằng KC là 2A nhân với gì nhỉ? Tan 30 là căn 3 trên 3. Rồi và kết quả là nó bằng bao nhiêu nhỉ? Chưa nhỉ? Thấy không? Mày được thấy không nhỉ? Ok chưa? Rồi, tăng 30 này, tăng là bằng đổi trên kênh HK trên KC này. À đâu đâu đâu, chỗ này nhầm. K này chưa chắc là trung điểm, nhầm. Đấy, chỗ này sai này. K chưa chắc là trung điểm. Bỏ nha. Vậy tính theo HC nhá, HC bằng mấy nhỉ? Lúc nãy mình có là hạt là trung điểm của MC này, hạt là trung điểm của MC nữa. Vậy HC này nó bằng thế vẽ lại tam giác nha. Chỗ này là 30 này. Chỗ này vuông này. Đây K này, đây C này, đây H này. Đấy, HC thì nó bằng với gì nhỉ? MH là thằng này A căn 3 trên 4.
đúng không? Vậy trong tam giác này thì mình tính HK bằng gì nhỉ? Vậy HK nó bằng cận huyền nhân với sinh 30 bằng HC là bằng A căn 3 trên 4 nhân với sinh 30 là nhân với 1 phần 2 là bằng A căn 3 trên 8. Đúng chưa? Rồi, vậy bây giờ lập tỷ số nha. Vậy tan alpha bằng SH. SH đâu rồi? SH là A3 A trên 4 chia cho gì nhỉ? KH. KH là A căn 3 trên 8. Rồi, vậy thì có là 3A trên 4 này nhân nghịch đảo nha, nhân 8 trên A căn 3 và kết quả bằng chỗ này A hết này, 3 trên căn 3 là còn lại căn 3 đúng không? 8 chia 4 là còn lại là 2, vậy là kết quả là 2 căn 3. Ok chưa? Đấy, kết quả này có A. Có A nha. Đấy, mày để xem bài này. Đấy. Đó, mình có thể xem lại nhá. Đó. Câu khủng, câu 19. Đấy, câu 19 mày đưa xem D này, câu 19 này, câu khủng này. Đấy, D này khó, không phải dễ nhá. Câu này D này khó làm tròn vẹn 45 phút. À, mình còn hai câu nữa là xong đúng không? Mình còn hai câu nữa là xong, còn hai câu nữa là nghỉ. Còn hai câu nữa cho khối chóp SABCD đấy, SABCD này, R1, R2, R3, R4 lần lượt là trọng tâm của tam giác này, SAB, SBC, SCD và SDA là trọng tâm của các mặt bên ấy, đúng không? Vậy chỗ này thầy sẽ vẽ các đường trung tuyến này, SM này, SN, SP và SQ là các đường trung tuyến này. Sau đó thầy lấy gì nhỉ? Thầy chia 3 phần lấy 2 phần lập tỷ số 2 phần 3 ấy, thì thầy lấy các lần lượt các trọng tâm là R1, R2, R3 và gì? R4. Đúng chưa? Và người ta hỏi là V phẩy này. V phẩy là V của S R1, R2, R3, R4. Được chưa? Vậy tỷ số V phẩy chia V là bằng bao nhiêu? Vậy chỗ này thầy có luôn này. Vậy mình có chỗ này cái mặt này này, cái mặt mà R1, R1, R2, R3, R4 này song song với mặt đáy đúng không? Thầy nói thêm này, R1, R2, R3, R4 thì nó song song với gì nhỉ? Cái mặt phẳng này nó song song với mặt phẳng đáy. Thì bây giờ thầy có cái công thức như thế này này, lập tỷ số K ấy, K là SR1 trên SM bằng mấy nhỉ? Trung tuyến đúng không? Là bằng 2 phần 3 đúng không? Đúng chưa? Vậy từ đây suy ra, suy ra mình có cái công thức như thế này này, V phẩy trên nhau V của S M N P Q bằng K mũ 3. Đấy, dùng công thức này cực nhanh. Được chưa? Bằng K mũ 3 nhá. K mũ 3 lại lấy thằng mũ 3 lên là bằng, rồi bằng 8 phần chi nhỉ? 8 phần 27. Đấy, 8 phần 27 đấy. Rồi, mà bây giờ mình đi so sánh V của SMNPQ ấy, V của SMNPQ chia cho V tổng nó bằng bao nhiêu? Được chưa? SMNPQ ấy chia cho V tổng nó bằng bao nhiêu? Bây giờ thầy xét đáy nha, thầy xét đáy trước MNPQ đây. Đấy MNPQ này chia cho xét với đáy ABCD nó bằng bao nhiêu? Diện tích ấy, sẽ diện tích đáy là MNPQ ấy, mà chia cho chia cho SABCD nó bằng bao nhiêu. Thì bây giờ mình có thể sử dụng một cái công thức nhỏ như thế này này. Rồi, thầy nhạp nhá, nhạp cho mình được xem ấy. Mình ví dụ mình lấy V này ấy, S này này. S1 chia cho SABD. Đúng không? S1 này. S1 nó bằng mấy lần SABD nhỉ? Cần này nó bằng một nửa này. Đúng không? Cần này bằng một nửa, con đường cao nó cũng bằng gì nhỉ? Một nửa đúng không? Vậy là đáy bằng một nửa và đường cao nó cũng bằng một nửa. Thì chỗ này là bằng 1 phần 4. S1 bằng 1 phần 4 SABD. Nha, SABD. Rồi, tương tự S2 là thằng này. S2 đây là bằng
S2 tương tự nha, thằng này cũng bằng 1/4 thằng này này. Bằng 1/4 S ABC. Rồi S3 cũng bằng 1/4 này, 3 thằng này. CPN ấy, nó bằng 1/4 BCD. Rồi và S4 cuối cùng là thằng này. Thằng này S4 nha. S4 này nó lại bằng 1/4 lần ACD. Đúng chưa? Sau đó cộng lại cho thầy. S1 cộng S2 cộng S3 S4, S1 cộng S2 cộng S3 cộng S4. Thì mình có cái gì? Thầy viết dưới này nha. Thầy viết dưới này đi. Vậy là mình có S1 cộng S2 cộng S3 cộng với S4 thì nó là bằng 1/4 đưa ra ngoài này. S 4 cái tam giác này cộng lại này, 4 cái tam giác này này, 1 thằng này, 2 thằng này, 3 thằng này và 4 thằng. 4 thằng này cộng lại thì nó là bằng, thầy viết lại nha, ABD cộng với diện tích tam giác ABC cộng với diện tích tam giác BCD cộng với diện tích tam giác ACD. Được chưa? Thì cả 4 cái này cộng lại là bằng 2 lần diện tích của tứ giác ABCD. Đấy, mày được kiểm tra lại nha. Được chưa? Vậy từ đây suy ra bằng là 1/4 này nhân cho 2 lần S này. Và kết quả là bằng 1/2 lần S. Còn S này chính là S của gì nhỉ? Vậy là tổng này, tổng 4 cái này cộng lại đúng không? Tổng 4 cái này cộng lại ấy, tổng 4 cái này cộng lại thì nó là bằng 1/2 S. Đúng chưa? Vậy suy ra S thì nhỉ? Suy ra S. SMNPQ, SMNPQ. Nó cũng bằng 1/2 là gì nhỉ? 1/2 lần S. Đúng chưa? Vậy mình gắn thể tích vào. Vậy thể tích của SMNPQ nó bằng 1/2 là như nhỉ? Tổng thể tích đúng không? Hai thằng này là chung như nhỉ? Chung đường cao hạ từ đỉnh S này, chung đường cao đúng không? Chung đường cao. Còn đáy thì nó lại bằng gì? Diện tích đáy nó lại bằng 1/2 đúng không? Vậy chỗ này thể tích nó bằng 1/2 đấy. Rồi, vậy mình thay vào đây. Tỷ số này là bằng 1/2 này. Đúng chưa? Vậy từ đây suy ra lập tỷ số V phẩy trên V nó bằng như nhỉ? 8/27 nhân như gì nhỉ? 1/2. Đúng chưa? Nhân như 1/2. Và kết quả là nó bằng như nhỉ? 8 chia 2 là bằng 4. 4 phần như nhỉ? 27. Đúng chưa? Đề khó đấy. Đề hình này khó đấy. 4/27. Bây giờ đối với hình này ấy, mình quy bốn dạng nhân nha, bốn dạng nhân cái đáy này ấy, quy nha, bốn dạng nhân này thì mình quy về đáy là hình gì nhỉ? Là hình vuông đấy, quy về hình vuông cho nó nhân đó, quy về hình vuông này đấy, quy về hình vuông xem diện tích là bằng bao nhiêu. Đúng chưa? Đấy, thầy kẻ này, kẻ đem đường cho mình thấy đấy. A, B, C, D, M, N, P, Q. Đúng chưa? Đấy, mình quy về hình vuông cho nó dễ thấy, cho nó dễ nhìn. Đúng chưa? Vậy mình nhìn vào hình nó mình thấy này. Cái hình, hai hình này bằng nhau này. Đấy, hai hình này bằng nhau đúng không? Vậy diện tích của thang máy nó bằng 1/2 diện tích của gì nhỉ? Hình vuông đấy. Đúng không? Vậy mình gọi là diện tích của MNPQ này nó bằng 1/2 diện tích của gì nhỉ? Hình vuông ABCD. Đúng chưa? Quy về cho nó nhân. Quy về hình vuông là dễ thấy nhất. Đúng chưa? Là bằng 1/2 hình vuông ABCD. Đó. Rồi đáp số của thầy là thế này nhá, 4/27. Đấy, mình xem lại này. Đấy, câu 19.
Rồi. Đấy. Rồi, ok chưa? Rồi. Câu cuối cùng, tổng số đỉnh và số cạnh của hình bát diện. Đấy, hình bát diện đấy, cạnh đi thì dễ thôi. Đó, cạnh đi thì dễ thôi, cạnh đi nhớ số cạnh là bao nhiêu và số đỉnh là bao nhiêu? Số đỉnh là bao nhiêu và số cạnh là bao nhiêu? Cạnh đi thì thầy lấy hình ra cho mấy đứa dễ hình dung nhá. Hình nhỏ quá. Rồi, câu này thì dễ thôi, đúng không? Câu này thì dễ thôi. Đúng không? Có mấy cạnh nhỉ? Đỉnh là bao nhiêu nhỉ? 6 đỉnh. Đúng không? 6 đỉnh. Đấy, trên này thầy gọi A, B, C, D, A, B, C, D, dưới này S phải đây. 6 đỉnh. Mấy cạnh nhỉ? Bên này 4 này, dưới này 4 này. Và 4 cạnh đúng không? Là 12 cạnh. Đúng không? 6, 6 đỉnh còn 12 cạnh và kết quả là bằng 18. Ok chưa? Rồi. Vậy là mình xong nhá. Vậy là thầy vừa hoàn thành xong đề kiểm tra một tiết của trường Nguyễn Trãi ấy. Các em chia sẻ về rồi xem lại nhá, được chưa? Phải ôn kỹ về đề kiểm tra hình sẽ rất khó, theo thầy là khó đấy, được chưa? Rồi thầy kết thúc buổi live để đó, bây giờ thầy kết thúc buổi buổi live nhá. Câu bài à? Câu bài thì thôi nói sau đấy, giờ trễ rồi đúng không? 11 giờ rồi. Thì thôi thì hẹn mấy đứa trong buổi live tiếp theo nhá. Đấy nhá, chúc mấy đứa là ôn thi kỹ và ôn nhiều bài khó vào nhá. Cố gắng luyện kỹ năng giải nhân. Một đề kiểm tra hình chỉ có 45 phút, luyện vẽ hình nhân, tính toán nhân. Đấy nhá, xử lý nhân. Rồi. Rồi thầy chào tất cả các em nhé. Hẹn các em vào buổi live gần nhất. Được chưa? Rồi, thầy chào bye tất cả các em nha. Rồi.